Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video 17 ngày tự học phát âm ở nhà. Tôi là Thái Dương. Vậy là chúng ta đã được học tất cả các phụ âm trong tiếng Anh. Hôm nay tôi xin bàn về một vấn đề cũng khá là thú vị, đó là cụm phụ âm consonant clusters. Cụm phụ âm là những phụ âm đứng gần với nhau thành cụm, chỉ đơn giản như vậy thôi. Và chính vì vậy, cách phát âm của những cụm phụ âm này bao gồm từng cách phát âm riêng rẽ của phụ âm đơn mà tạo thành. Ví dụ, phụ âm k và l ghép lại ta sẽ có cl, clay, cly, hoặc là p và r ghép lại ta sẽ có pr. Ví dụ, pray, proud, hoặc là ba phụ âm như là s, ghép lại sẽ là str, str. Ví dụ strong, strange. Vậy thì khi các bạn phát âm cụm phụ âm, hãy nhớ một điều, đó là ta phải bảo tồn phát âm của từng phụ âm đơn lẻ, không được thiếu các bạn nha. Vậy thì cụm phụ âm sẽ có rất là nhiều, tôi sẽ không thể nào nói hết ở đây được. Tôi sẽ chỉ ra 6 nhóm cụm phụ âm mà người Việt thường mắc lỗi nhất. Đầu tiên là nhóm cụm phụ âm bắt đầu bằng phụ âm. Ví dụ ta có pl, play, place, plow. Người Việt chúng ta một là bỏ chữ luôn, chỉ đọc là lay, lace, plow mà thôi. I lay soccer. Như vậy là thiếu, các bạn nhớ đọc là play nhé. Hoặc nếu không đọc là lay thì các bạn lại đọc là flay, tức là các bạn biến âm thành âm I play soccer, I play soccer. Như vậy cũng sai luôn. Các bạn nhớ đọc là play các bạn nhé. Và thứ ba, một số bạn đọc đúng là play, lại đọc thêm một âm tiết nữa, đó là play, play, I play soccer. Như vậy rất là không chuyên nghiệp. Các bạn đọc là play, play. Các bạn nhớ nha. Đó là nhóm cụm phụ âm đầu tiên. Cụm thứ hai là cụm bắt đầu bằng âm như là fr, friend, hay là fl, fly. Chúng ta cũng hoặc là bỏ âm đọc là ren, my ren, my ren, hay là I wanna lie, I wanna lie là sai. Các bạn nhớ là my friend, I wanna fly. Vấn đề thứ hai của nhóm này là các bạn chuyển âm thành âm ngược lại với lại nhóm ở trên. Một số bạn đọc là my friend, my friend, my friend là không đúng, phải đọc là my friend, my friend, I fly, chứ không phải là I fly. Đó là nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba là nhóm âm dr, dr, được tạo thành từ âm d và âm r, dr. Ví dụ dream, dry, dr, dream, dry. Các bạn cũng nhớ hai điều. Đầu tiên đọc là dream chứ không phải là dream, không được bỏ âm d, không đọc là dream, không đọc là dry, mà là dream và dry. Thứ hai, không được thêm âm tiết, chúng ta không đọc là dream, dry, my dream, không, nghe kỳ lắm, my dream, I dry. Đó là nhóm thứ ba. Nhóm thứ tư đó là nhóm âm bắt đầu bằng âm k. Ví dụ cl hay là cr cũng tương tự, các bạn nhớ đọc âm k không được bỏ nha. My class chứ không phải là my last. I climb chứ không phải là I lie. Tương tự cream chứ không phải là ream. Ice cream, ice cream chứ không phải là ice cream, ice cream. Thứ năm đó là nhóm ba phụ âm str, str, str. Ví dụ strong, strange, stream. Ví dụ ta có live stream. Bình thường mình vẫn hay nói vui là live stream. Live stream là mình mất âm s của người ta rồi. Không phải là live stream mà là live stream. Tương tự ta cũng không đọc xuất hiện một âm tiết là live stream mà đọc là live stream. Đó là nhóm âm thứ năm. Và cuối cùng, nhóm âm thứ sáu là một nhóm âm đặc biệt hay đọc sai ở vị trí cuối, đó là st, st. Phần lớn các bạn bỏ mất chữ s. Ví dụ most, mình chỉ đọc là most mà thôi. I love my friend most, I love her most, không phải là most.
Okay. Tương tự, my best friend không phải là bad friend. Very fast chứ không phải là very fat. Và vừa rồi, hy vọng các bạn đã biết về cụm phụ âm và phát âm cho đúng và đặc biệt không sai 6 âm vừa rồi mà tôi vừa lưu ý các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp sau. Tôi là Thái Dương, thầy giáo Chinese.